Thưa quý vị và các bạn, từ khi cao điểm nắng nóng tháng 5 tới nay, trên địa bàn thành phố Hưng Yên xảy ra một số vụ cháy dây cáp điện sau công tơ, nguyên nhân là do các khách hàng lắp đặt thêm nhiều thiết bị điện có phụ tải lớn. Thống kê chưa đầy đủ, trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6, trên địa bàn thành phố Hưng Yên có 3 vụ cháy dây cáp điện và hòm hộp công tơ đo đếm. Cụ thể trong tháng 5 xảy ra 2 sự cố gây mất điện tại Trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trên đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam và trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Trong đầu tháng 6 xảy ra sự cố tương tự tại phố Trương Định, phường An Tảo làm mất điện trường Trung học cơ sở An Tảo. Mới đầu là nó cháy bên dưới kìa. Bên dưới của cái cột điện nó lổ tách tách. Bắt đầu lúc đấy là nó cháy, nó bùng lên. Nó bùng lên thì nó cứ lổ. Người đi qua đường hầu như người ta đứng lại hết. Người ta không dám đi qua. Rất may, cả 3 sự cố đều không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không lớn, nhưng cũng cho thấy sự nguy hiểm bởi các vụ cháy đều xảy ra ban ngày. 3 vụ chập cháy điện do dây dẫn điện là đổ cáp sau công tơ, cảnh báo tình trạng các cơ quan thiếu khảo sát khi lắp đặt mới như điều hòa nhiệt độ, nhưng không tính toán dòng điện chịu tải của dây dẫn gây ra.